chào mấy anh em nha. Bữa nay là mình có test cái bình xăng Cano nè. Ê, bình xăng bông mai 28 ly ha. Tiện co à, tiện co gắn đây nè anh em à, tiện co cho anh em xài ha, cho nó gọn. Đây, thì máy gì 13 viên à, quay vòng đi 13 viên. Thì anh em nào mà có xài bô mà mỏng á, bô này ly 2 với 1 ly ha, thì cái gì ở lô mình em mình hàng mình ra làm bô cho anh em nha. Bao gọn luôn, cốt đuôi chuột nè, máy viên nè à. Nè cái này cái bugy theo máy nè, F7TC đó. Rồi dưới đây có mấy cái bình xăng anh em à, cái bình xăng này thì ổng 34 ly à. Còn này cái e nè, đây cái co xăng mình làm nè anh em à. Rồi mình chế kim sẵn cho anh em ha, về anh em chỉ cần việc canh gió thôi, ốc gió đây ha, canh gió canh ganti thôi nha, ganti với ba phần ga đầu thì canh con này ha, còn muốn về sau phải canh con này ha, kim xăng ha, thì chỉnh ga. Còn cái mấy cái lỗ này lỗ thở ha, lỗ này nè anh em đừng bít lại nha. Đây 34 ly đây nè, thì ở đây thì 32 ly làm 32 thi chế lo chứ lo nhôm luôn nha. Đây cũng chế kim xăng hết, dân dễ chỉnh ha. Rồi co cũng vậy. Đây hàng tích cho nó gọn dễ dặn ốc này anh em. Móc lỗ cho bự ra mà dễ dặn ốc này nè. Bình xăng đây. Chế gà này. Ở đây cũng 32 luôn. Thì 32 với 34 thì nó cũng khác gì nhau cho anh em. Như cái họng trong này nó bự nhỏ thôi, còn cái giấy ga thì xài chung. Cái trước này nhìn nếu mà nhà anh chịu khó để ý thì trước này cũng hơi khác với thằng 34 nhiều lắm á. Cũng chế co luôn. Họng trong này mình vớt tới 34 35 lần anh em. Đây. Cái này xăng vào. Mưa luôn rồi. Rồi, còn mấy cái đùm mà phổ thông nhất là đùm bông mai nè anh em. Bông mai nè. Về anh em chỉ cần việc chạy thôi, mình tiện cuộc xong cái này để anh em bắt cái miếng canh nha, miếng canh bằng nhựa của cái bình xăng con zin á, còn miếng canh bia này nè. Anh em bắt cuộc xong mà vô ha. Thì cái máy cái này á là mình canh cho cái bình xăng nó đứng về luôn nghe, chứ không có xéo nghe anh em. Đứng này chạy xăng nó nhiều hơn nha, xéo thì cái tu xăng nó ngắt sớm hơn nha, chạy tu cái trong cái phao này nó cũng không có nhiều xăng. Trên đây thì có cái e thôi, mà e này ít anh em xài lắm ha, kéo lên thì đóng e thôi, không kêu là mã e chở gió vô thôi. Còn cái kim nữa, cái kim chỉnh ganti nãy mình tháo ra chắc xíu mình gắn vô luôn. Để đâu ta? Rồi để xíu kiếm cái kim chỉnh ganti gắn vô luôn. Ở đây cái kim chỉnh ganti bông mai mà giống cái màu vàng vàng đó. Rồi giờ mình test bình xăng bông mai này trước nha anh em. Nó ăn tắt ha. Rồi nó dễ chạy à. Thank you.
thì mình mới chỉnh mình máy canh đùm này nha, để mình gắn đùm kia vô thử cho mấy anh em nha. Ok mấy anh em đợi mình xíu nha. Ơi, chào mấy anh em, đây mình đang test cái đùm Mikuni 32 hay gọi là bông bụp á. Bông bụp 32 nha. Cho nè. Ốc ác thì mình tiện cho gắn cho dễ nè anh em. Rồi. Ok, mình kê thử nha. Anh em nha. Thì mình sẽ vệ sinh cái máy này ha, với cái chai nước rửa mà mình hay giới thiệu cho anh em. Đây. Thì mình sẽ vệ sinh thử cho anh em xem ha. Có gì anh em thấy vừa ý anh em ủng hộ ha. Đây cái màu nhôm như đây nè anh em. Nắp nè. Đây, à dưới này. Thì anh em cứ kéo cái máy giữ tung gắt đi. Thì nó đóng thì số bóp xăng, số bóp nạp, xăng xả đóng hết thì mình rửa xíu mình xịt là văng nước ra hết à, khỏi lo. Còn cái ống này thì mình ít lại nha, ống hơi nè. Hiện trạng đây.
nhìn mấy cửa sông này ra mà nhôm sáng nha. Tại cái này dung dịch gỗ không chạm á nè, nhưng mấy cái phần mà nó đóng lâu quá chắc là phải dùng cọ sắt á. Còn cái này nè, cọ sắt phải kỳ nó mới ra được. Cố gắng đưa về cái màu mà sáng nhất, cái màu nhôm sáng nhất nè, cái màu xanh.